Chào mừng các bạn đã đến với kênh Làm Chủ Tư Duy. Hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện ngắn với tựa đề Ông Lão Vứt Bỏ Đôi Giày. Chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc, Gandhi không cẩn thận làm rơi một chiếc dép mới mua ra ngoài cửa sổ. Mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này của Gandhi khiến mọi người sửng sốt. Thế là ông bèn tự tốn giải thích: chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói nó đã không còn có ích gì nữa. Nếu như có ai có thể nhặt được đôi giày, nói không chừng họ còn có thể mang vừa nó thì sao? Bài học: đối với nỗi thống khổ đã định sẵn là không thể phản hồi, chi bằng hãy buông bỏ từ sớm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy nhấn like và share, để lại ý kiến đóng góp của bạn bên dưới. Và đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.